Rồi nhả. Được rồi, được rồi, kéo đi, kéo đi. Rồi. Rồi. Ai nói không có thôi, đâu. Con này có bộ có lý à. Con này có bộ có lý á Long ơi. Chẳng về lợt gì lắm. Chứ mình đâu tôi trình mình đâu có màu màu lợt gì vậy? Con này lỡ xẻo ra này nha. Cả buổi tối anh em chờ ngon trong ngóng đây. Mà con này sao nó trắng quá vậy ta? Ừ. Hả? Không biết. Lần đầu tiên em thấy luôn á. Trắng bát à. Chả hiểu. Nó sao tự nhiên nó trắng bát. Ừ, sao còn nó trắng bát luôn ta? Ừ, trắng dữ luôn á. Trắng giống như bịch tạng vậy đó. Ừ, con này trắng lắm luôn. Đâu con nào mình đâu có nào mà câu được con trắng con này. Yo, chúc bạn may mắn lần sau. Hẹn 5 năm sau.